Cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn là một cái vườn bơ 034 và sầu riêng. Nói chung là cái vườn sầu riêng Thái mà xen kẽ với bơ 034. Và cái giá đang chào bán của cái mảnh vườn này là rất là hấp dẫn luôn đó anh chị. Vào thời điểm năm ngoái là nó tới 1 tỷ rưỡi trên một sào. Nhưng thời điểm hiện tại là giá chỉ có 900 triệu một sào thôi. Và cái vườn này có tổng diện tích là 4.000 m2. Sầu riêng là sầu riêng Thái vừa mới thu hoạch được năm nay là năm bói đầu tiên ha. Và hứa hẹn sang năm sẽ có sản lượng rất là nhiều. Và bơ thì bơ 034 trồng được khoảng 2 năm. Năm tới đây sẽ cho trái ha. Rồi, mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review chuyên chia sẻ thông tin mua bán bất động sản nhà vườn khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì trong thời gian gần đây có rất là nhiều anh chị khách hàng luôn quan tâm và đặt câu hỏi rằng là không biết là hiện tại là giá bất động sản đã giảm chậm đáy hay chưa và đâu là vùng đáy. Thật ra là cái lô đất này đang kêu bán với cái giá là giảm rất là sâu. Còn cái chuyện mà nói là đã tới đáy chưa và mọi người đang hy vọng là chờ giá sẽ giảm sâu hơn nữa. Thì theo nhận định của một số chuyên gia và mình cập nhật được thông tin đó, là thật sự là để mà nói được là bất động sản hiện tại là đã tới đáy hay chưa thì câu trả lời là không có chắc chắn, không có xác định được chính xác 100% đâu là đáy. Nhưng mà theo mình được biết là người ta chỉ xác định được giá bất động sản đâu là đáy khi mà nó bật tăng trở lại thì người ta mới biết được điểm đáy là ở đâu. Thì mình thì không phải là chuyên gia gì nhưng mà mình có xem tin tức hàng ngày ha. Thì cũng có xem một số chuyên gia bất động sản, họ nhận định rằng là hiện tại biết thời điểm bây giờ là giá bất động sản đang đi ngang ở vùng đáy. Đang đi ngang ở vùng đáy nha anh chị nha. Có nghĩa là nó sẽ không giảm nữa, nó chỉ giảm tới đây thôi là hết giảm thôi. Và nó đang chờ cơ hội để bật giá tăng trở lại. Thì đó là một số nhận định của chuyên gia thôi, còn nó đúng hay không thì mình không có nói nha. Mình không có chắc chắn một điều là nó có đúng hay không. Vấn đề ở đây nó không phải là đúng sai, mà đó là chuyên gia nhận định như vậy thì cho mình một cái gì đó, để một cái ý kiến nào đó, một cái nhận định nào đó để cho mình tham khảo thôi. Thôi bây giờ thì mình cũng không có nói dài dòng nữa, thì mình sẽ đi vào vấn đề chính ngày hôm nay. Thì cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh chị thì ngay từ đầu mình cũng đã chia sẻ rồi, là một cái vườn trái cây bao gồm hai cái loại cây chủ đạo chính, đó là bơ và sầu riêng. Thì ngay vị trí hiện tại mình đang đứng ở đây là thuộc về là ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì lô đất ngày hôm nay là một lô đất mặt tiền đường bê tông, cách đường nhựa chỉ khoảng 200m thôi. Đi thẳng ra đó là đường nhựa ấp 3 Quảng Thành, đường rất là to luôn. Từ đường nhựa đó chạy vào lô đất này khoảng 200m sẽ tới ngay vị trí lô đất nằm bên tay trái của màn hình của anh chị nha. Và cái lô đất này là tổng diện tích là 4.000m2, coi như là 4 sào đó anh chị. Thì đất này là đất đỏ Ba Giang, rất là màu mỡ. Đất thì có phần hơi dạng như hơi thoải thoải cao hơn mặt đường, khoảng cao hơn mặt đường bê tông này khoảng tầm 3-40 phân gì đó. Nói chung là thế đất rất là đẹp anh chị, nó không bị trũng ha, nó cao, có cái gò cao chắc cũng phải anh chị mình thấy đây là một cái cây sầu riêng ri 6 ha. Cái vườn này là nó trồng xen lẫn nha, ri 6 với sầu riêng Thái. Thì cái cây này nó được khoảng 4 năm rồi nè, năm nay là nó vừa mới cho bói và vừa mới thu hoạch xong luôn, vừa mới bán xong luôn anh chị, vừa mới bán trái xong luôn. Thì anh chủ vườn có chia sẻ với mình là cái vườn này vừa mới bán thu hoạch được khoảng 1 tấn đó, là bói đó anh chị. Sang năm là hứa hẹn sẽ cho trái rất là nhiều luôn. Và giá sầu riêng hiện tại đang mua tại vườn là ảnh bảo là được 55 hay 60 ngàn gì 1 ký đó. Có những chỗ có thể bán giá tốt hơn là 70 ngàn 1 ký, nhưng cũng tùy thôi, tùy sầu riêng, tùy loại, tùy sầu riêng xấu hay đẹp thì nó có cái giá.
tốt hơn hay là rẻ hơn thì cũng tùy, nhưng nó dao động ở mức đó ha, 55, 60, 65, 70, tùy vùng, tùy loại, tùy chất lượng của cây sầu riêng. Thì cái vườn này á, mình xin chia sẻ cho anh chị luôn là mặt tiền của nó là đường bê tông ở trước đó đó là 40m và chiều sâu á, là 100m, là đúng là 4 sào luôn á anh chị. Thì bơ thì cũng rất là đẹp đây. Bơ này là năm tới đây là mùa nắng này nó sẽ cho trái này anh chị nè. Mùa nắng này bơ sẽ cho trái nha. Thì sầu riêng thì mới cho trái xong lên cây, nó có vẻ nó còn nó sơ sát anh chị, nó không được đẹp. Cơ bản là nó giống như là nó vừa mới sinh sản xong nên nhìn không có được mướt mát lắm ha. Đó, nhưng mà bây giờ ta chăm vườn lại thì chắc chắn là nó sẽ đẹp lại thôi. Ở đây là đất đỏ, đất đồi, thoải thoải, nghiêng nghiêng. Đất này thì quá tốt rồi anh chị. Nhìn chất đất là anh chị biết rồi. Thì đó, thì cái vườn này đang rao bán với cái giá là 900 triệu một sào. Thì nhân cho 4 sào thì nó ra là 3 tỷ 6 nha anh chị nha. Thực ra cái giá này á, là cái giá mà chủ đưa ra là giá bán á. Chứ giờ đáng lẽ là mình phải kêu thêm cao thêm chút xíu thương lượng xuống là vừa, nhưng mà mình quên mất, mình lỡ cái giá bán luôn mất rồi. Thì anh chị nào có ý định là thương lượng sau thì thôi, mình đừng thương lượng nữa nha. Thì anh chị nào thì cái giá này nói chung là có bớt chút xíu cho anh chị về cái dạng như là giấy tờ lọc lá gì thôi, chứ còn mà kêu là trả sau nữa là chắc là không bán rồi. Đó, thì cái vườn này khá là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ ra ở ngoài mặt đường nhựa để chia sẻ thêm cho anh chị nha. Thì để mình tóm tắt lại nội dung cho anh chị là cái vườn này là một cái vườn trái cây bao gồm bơ và sầu riêng với diện tích là 4 sào 4.000m2 tại ấp 3 xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. À, mặt tiền đường bê tông này là 40m và chiều sâu là 100m, vuông vắn bằng phẳng luôn. Nói chung đất rất là đẹp luôn anh chị, thế đất rất là đẹp. Và cách đường nhựa 200m, giá bán là 3 tỷ 6, tương đương với 900 triệu trên một sào. Thì trước đây là những cái vùng mà đường bê tông mà cách đường nhựa lớn, mà những đất đỏ, đất vườn trái cây này là phải tầm 1 tỷ rưỡi một sào đó anh chị. Anh chị nào mà đã từng theo dõi kênh của mình á, mình cũng đã biết rồi là những năm trước hay năm ngoái, năm kia gì đó, cứ đất mà vườn đẹp, mà đường bê tông mà cách đường nhựa gần gần như vậy là hầu như là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8 một sào không đó anh chị. Và cái giá của cái vườn này phải nói là cái giá này rất là hấp dẫn luôn. Rồi, thôi bây giờ mình đi ra ngoài đường nhựa đó, ở đằng trước đó mình quay sơ cho anh chị xem cái mặt tiền đường nhựa lớn ngoài đó nha anh chị nha. Ở đây nó có điện, đường có điện hết rồi nè anh chị nè. Có điện cho mình dùng, rồi có nhà dân ở trong đây nữa ha. Nói chung một cái thế đất này, cái view này, nhìn rất là đẹp luôn. Không gian mát mẻ, không khí trong lành. Anh chị nào muốn về quê nghỉ dưỡng thì mình nghỉ ngơi, làm nhà vườn thì cái lô đất này là lựa chọn thích hợp rồi đó anh chị. Không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu. Rồi đây là vị trí của lô đất nè. Bây giờ mình sẽ chạy trực tiếp từ trong lô đất đi ra ngoài đường lớn ha, đường nhựa ha, cho anh chị mình xem luôn nha. Đi có một đoạn ngắn thôi anh chị ơi, khoảng 200m thôi là sẽ ra tới đường nhựa lớn nha. Đây, đây là đường nhựa lớn ngay trước mặt mình nè. Đó, đường rất là to luôn. Đường này có tên là đường nhựa ấp 3 Quảng Thành đó anh chị. Đây, đi thẳng đường này là sẽ đi ra ngoài công an xã Lâm Sang, ra ngoài tỉnh lộ 765. Mình rẽ trái chút xíu là sẽ đi ra chợ Lâm Sang, mà mình rẽ phải là mình sẽ đi về Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đường này là đường thông ha, cái hướng này là sẽ thông ra đường Trương Định, Lâm Sang. Rẽ trái là đi về Quảng Thành, về Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu luôn. Đường này mới làm xong năm vừa rồi, rất là đẹp luôn, rất là thẳng măng luôn. Thì quanh quanh đây có nhiều lô đất bán lắm anh chị. Đây có một cái vườn, cái mặt tiền đường này cũng có miếng này đang bán, đang ra bán nè. Miếng này như 25m chiều sâu á, 25m mặt tiền nè, đang bán với 150 trên 1m ngang. Đây cũng có mấy miếng cũng đang bán này, giá tầm 150, 160m ngang. Đây 15m, 20m. Các anh chị nào mà quan tâm đến cái vốn đất vùng này thì liên hệ cho mình nha. Thì ngay từ chỗ cái đường nhựa này nè, mình đi vô cái đường Lâm Sang chính nè, chạy vô đây.
bê tông này nè, chạy vô tầm 200m thì lô đất nằm bên tay trái đó, rất là gần đường nhựa luôn, một sẹt đường nhựa này nè đó. Anh chị nào mà quan tâm đến cái lô đất này thì nhấc máy lên và liên hệ cho mình nha, qua số điện thoại là 0935605866. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video sau. Anh chị mình nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nha.